Nên lại dùm chậm nha cho sếp. Đây, tổng quan cái cảnh. What you doing there? And you got stuck, you couldn't get out. You know that? Đó, thấy chưa? Bây giờ con không có ra được, con thấy chưa? Mà ra làm sao? How you get out, show me. Trời ơi, đụng cái đầu vô. Không chịu nổi luôn. Wow. Rồi con ráng lấy cái đó ra thì thiệt đó hả sếp? See, you got stuck, see? Your head, see? Nè sao nữa? What's next? You sit down, con ngồi xuống mới lấy được lận. Need help? Okay, I'll help you, okay? Bye bye!